Đây là 4 căn 3 trừ 7 đúng không? Mà đây là 7 cộng căn 3. 7 cộng 4 căn 3 thì mình đổi trước để chi? Để ra giống như hàng đẳng thức đó. Làm chậm chân nhớ nè. Sau đó thấy gì không? Thấy gì không? Thấy khác mũ không? Đưa về cùng mũ trước. Ra nhiêu? Đây là 4 căn 3 cộng 7 mũ 2 không 20. Chọn hai mấy? Ba. Chắc chưa? Nhân cho 4 cộng căn 3 trừ, xin lỗi, cộng 7 mũ 1 nhân 4 căn 3 trừ 7 tất cả mũ 2 không 23. Phép nhân có tính chất gia hóa nè, hai này để gần lại đi. Ra nhiêu? Một. Có phải là 4 căn 3 cộng 7 nhân cho 4 căn 3 trừ 7 tất cả mũ mấy? 2023 ngơi. Nó bậy nó bạ không. Mệt quá. Tiếp tục hai này có phải hàng thức không? Đó là a cộng b nhân a trừ b đó. Ra a gì? A bình trừ Trừ b B bình mũ 2023. Lấy máy tính bấm trong căn đi, trong ngoặc đi. Thì này ra bao nhiêu? Này có phải là ra 48 không? Này ra 49 không? 48 mà trừ 49 ra nhiêu? Trừ 1 ngang chai. Hồi nãy nói 1 là sai nha. Mũ gì vậy? Mũ này mũ gì? Mũ lẻ thì dấu trừ giữ giữ Nguyên nguyên, một mũ mấy cũng bằng một. một Kẹp không? kẹp